Chào các em, chào mừng các em đến với kênh Kamioka IT Computer Center. Đây là chuỗi bài giảng về IT chuyên ngành, người ta gọi là từ IT Yogo đấy. Chuỗi bài giảng này sẽ giúp các bạn computer tiếng Nhật trong lĩnh vực IT có thể làm tốt hơn công việc của mình. Hôm nay chị sẽ giới thiệu với các em về các cái khái niệm về sắp xếp và cái chức năng sắp xếp ở trong tiếng Nhật. Chức năng sắp xếp ở trong tiếng Nhật thì nó được nói là soto kino. Và cái chức năng này rất là quen thuộc và rất là phổ biến ở rất là nhiều loại phần mềm như là web hay là mobile app. Thì với cái chức năng sort này thì thường xuất hiện ở các cái trang danh sách hay là kết quả tìm kiếm. Nó giúp cho người dùng là có thể sắp xếp lại dữ liệu để hiển thị theo thứ tự của mình mong muốn để có thể lấy được ra thông tin một cách thuận tiện nhất. Các em có thể là dễ dàng tìm kiếm những cái khái niệm này, search cái khái niệm này ở trên Internet rất là nhiều luôn. Thế nhưng mà với bài giảng này của chị thì sẽ giúp các em không chỉ đọc được cái khái niệm mà có thể hiểu được cái khái niệm và hiểu được cái bản chất của cái việc sắp xếp nó như thế nào. Từ cái việc hiểu đấy thì các em có thể làm sao? Tham gia được cả vào quá trình test sản phẩm trước khi giao nộp cho khách hàng. Và bây giờ chị sẽ tiếp tục bắt đầu và chia sẻ. Okay, chúng ta sẽ bắt đầu bằng cái từ những cái khái niệm mà rất là cơ bản có ở trên Internet, đúng không? Thì khi mà chị search thì nó sẽ ra trang này. Và khi mà bắt đầu vào cái trang này thì chị sẽ giải thích cho các em những cái từ chuyên ngành đi kèm theo luôn. Bắt đầu chúng ta sẽ có cái từ chuyên ngành là gì? Narabekairu. Narabekairu là động từ. Được chưa? Khi mà ta chuyển sang thẻ mask thì nó có thể biến thành danh từ. Thì chúng ta sẽ có Narabekai no kiju. Tức là những cái khái niệm, những cái định nghĩa cơ bản về cái việc mà sắp xếp, thay đổi trật tự. Đấy. Thì đối tượng của chúng ta ở đây là sắp xếp những cái loại dữ liệu gì? Chúng ta sẽ có là sắp xếp Nihongo là sắp xếp theo tiếng Nhật. Suji là sắp xếp theo số. Hizuke là có thể sắp xếp theo ngày tháng. Alphabeto nghĩa là sắp xếp theo bảng chữ cái Latin. Đấy. Thì cái việc sắp xếp này nó giúp ích cho cái người dùng rất là nhiều trong cái việc mà tìm kiếm dữ liệu và có thể nhìn tổng quát dữ liệu theo một cái trật tự mà họ mong muốn. Ví dụ như là Nihongo thì chúng ta sẽ có những cái gì? Ở đây là Shoujun. Shoujun thì chúng ta sẽ bắt được gặp cái khái niệm Shoujun, cái là sắp xếp tăng dần, đúng chứ nhỉ? Shoujun ở trong tiếng Nhật thì nó còn gọi là Gojuonjun. Gojuonjun nghĩa là sắp xếp theo thứ tự là A, I, U, E, O, Jun đấy. Đấy, thì bảng chữ cái tiếng Nhật thì nó sẽ là A, I, U, E, O, Ka, Ki, Ku, Ke, Ko, đúng không em? Thì cái Gojuonjun này nó chính là sắp xếp theo cái bảng chữ cái tiếng Nhật như vậy. Và Gojun thì ngược lại, đúng chưa? Gojun thì là Yaku Gojuonjun. Đấy, thì nó sẽ là, ngược lại sẽ là Wa, Ro, Re, Ru, Ri, Ra, Jun. Đúng chưa? Nó sẽ sắp xếp ngược lại so với lại cái shoujun này. Đấy. Thì hiragana to katakana no kubetsu wa saremasen. Kanji ga yomi jōhō wo motte iru baai wa hiragana katakana kanji moto ni kubetsu naku yomi dōri no jūgi ni narimasu. Thế nhưng mà trong trường hợp mà các cái chữ kanji này mà nó không được phiên âm, nó không có cái thông tin phiên âm hiragana hay katakana kèm theo nó, thì nó sẽ không được coi là hiragana với katakana như người ta viết ở đây. Được chưa? Người ta chỉ viết ở đây trong trường hợp là gì? Ba ai là gì? Hiragana, katakana là có được phiên âm kèm theo cái chữ kanji này thôi. Đấy, thế trong trường hợp đấy thì chữ kanji này máy nó không thể biết cách đọc của chữ kanji này, máy nó cũng chỉ là một cái máy vô tri vô giác thôi nếu mà chúng ta không cho một cái cách đọc hiragana hay là katakana ở kèm theo với cái chữ kanji này thì máy nó cũng sẽ không thể đọc được. Vậy thì nó sẽ trong trường hợp đấy nó sẽ sắp xếp chữ kanji theo như thế nào? Thì dù sắp xếp hiragana, katakana hay kanji hay là alphabet hay là suji thì nó cũng sẽ dựa vào một cái bảng mã mà nó gọi là Unicode. Chị sẽ giới thiệu cho các em bảng mã Unicode ở đây. Theo cái bảng mã Unicode này nó sẽ đánh số thứ tự lần lượt là những cái ký tự được xuất hiện ở trong cái bảng mã này đầu tiên thì sẽ là nằm ở cái thứ tự là đầu tiên trên cùng. Tiếp theo là những cái từ ký tự phía sau thì là sẽ có những cái mã, đây là những cái mã này.
mã phía sau, và cái mã phía sau này nó sẽ là sắp xếp ở phía sau, nó sẽ tương ứng với là cái số lớn ấy. Đấy, thì với cái bảng hiragana thì theo cái bảng mã này nó sẽ là nằm trước cái bảng mã katakana. Đấy, thì là cái mã code của nó sẽ nằm phía trước. Cho nên là khi thực hiện sắp xếp thì chữ hiragana đáng lẽ ra phải được đưa lên phía trước. Thế nhưng ở trong cái giải thích này thì họ lại nói là kubetsu ganaku. Thì cái này sẽ tùy vào cái gì nhỉ? Sẽ tùy vào cái yêu cầu spec của khách hàng. Nếu mà spec yêu cầu rằng là không phân biệt hiragana và katakana, sắp xếp coi như là hai chữ đấy cùng là chữ A này thì sẽ coi như là giống nhau và sắp xếp là bên cạnh nhau thì ok. Tuy nhiên lại có những khách hàng họ lại yêu cầu rằng là cần phải phân biệt, bởi vì là làm sao? Nếu mà trộn cái chữ A cứng và A mềm vào thì sẽ làm cho cái việc mà nhìn thấy cái dữ liệu nó được sắp xếp, tuy được sắp xếp ra rồi nhưng nó vẫn khó đọc, bởi vì đối với họ họ phân biệt cái chữ cứng và chữ mềm, hai cái tên hoàn toàn khác nhau, hai cái mã sản phẩm, hai cái tên sản phẩm hoàn toàn khác nhau nếu mà dùng chữ cứng và chữ mềm. Thì lúc đấy thì làm sao chúng ta sẽ phải sắp xếp theo đúng thứ tự mà Unicode đã định nghĩa ở đây, là chữ hiragana sẽ có mã Unicode ở phía trước thì sẽ được sắp xếp lên trước, và chữ katakana có mã Unicode ở phía sau thì sẽ là để ở phía sau. Được chưa? Tiếp theo cái bảng mã hiragana và katakana chúng ta sẽ có là những cái ký tự như thế này. Đấy, tiếp theo những cái ký tự như này thì chúng ta sẽ có là mới đến bảng chữ kanji. Thì các em thấy rất nhiều chữ kanji ở đây, chị cũng không biết đến bao nhiêu nghìn chữ kanji ở đây nữa. Thì tất cả những chữ kanji đây, mỗi chữ nó đều có cái mã số, cái code của nó, và cái code của nó là bao nhiêu. Nếu mà nó to mà sắp xếp theo thứ tự mà từ nhỏ đến lớn thì cái code của to thì nó sẽ là số lớn và nằm ở phía sau. Bây giờ chúng ta sẽ thử cái chức năng sắp xếp ở trong Excel xem nó hoạt động như thế nào nhé. Okay, chúng ta sẽ thử cái chức năng sắp xếp của Excel mà nó có sẵn nhé, để xem nó sắp xếp như thế nào. Thì bây giờ chị sẽ bôi cái đoạn này. Chị sẽ chú ý là cái chữ này là chữ kanji, và chữ kanji này không có chữ katakana hoặc hiragana kèm theo, tức là không có yomikata của nó kèm theo ấy, mà nó chỉ có thông tin của chữ kanji này thôi. Thì như chị vừa nói, nếu mà chỉ có thông tin của chữ kanji thì chúng ta sẽ làm sao? Sắp xếp nó ở phía sau theo đúng mã code của chữ kanji đấy. Ví dụ chữ Takahashi mình sẽ search là mã code nó tận ở đâu nhỉ? Mình search thử nhá. Đấy, thì nó nằm ở tít ở phía dưới đầu X99 ABD. Đây là ký tự hexa. Thì cái này các em sẽ phải biết qua một cái bài giảng khác về cái số hệ hexa, hệ cơ số 16. Nhưng mà tóm lại là nó nằm ở phía sau của cái bảng mã Unicode này. Đấy, thì nó phải đưa xuống dưới. Ok, vậy thì xem cái chữ Fujioka này, thì cái chữ Fuji này nó sẽ nằm ở chỗ nào ở bảng Unicode nhá. Cái này nó nằm ở đầu 9AD. Ủa, sao cái này không thấy ở đây? 11 này, đây. Nó nằm ở đầu 8. Vậy thì chữ Fujioka nó phải nằm ở phía trên đúng không? Nằm ở phía trên. Và đây là chữ Hiragana, thì nó sẽ phải nằm ở trên cùng theo đúng thứ tự của hiragana, thì chữ fu phải nằm ở trước chữ ta đúng không? Đấy, và tiếp theo là bảng mã katakana thì nó phải nằm ở sau hiragana. Vậy thì mình sẽ xem như thế nào nhé. Chị sẽ bôi cái chỗ mà mình select này để thực hiện sắp xếp cái dữ liệu này. Thì các em vào data này, sort sheet là sort toàn bộ sheet rồi, chúng ta chỉ sort range thôi, là sort, sắp xếp một cái khu mà mình đã được chọn ấy. Thì sắp xếp ở đây là từ A to Z thì nó sẽ là sắp xếp 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 theo thế nào nhỉ? Nhỉ Shouzun đúng không? Sắp xếp từ nhỏ đến lớn. Ok. Các em thấy chưa? Chữ katakana nó nằm ở phía sau chữ hiragana, nhưng trong trường hợp này Excel thì nó kubetsu shimasen giữa hiragana và katakana, cho nên nó coi cái chữ A này giống chữ A hiragana và nó được đưa lên phía trên, và chữ ta là sẽ đưa xuống phía sau. Đấy. Và tiếp theo là chữ phư theo đúng cái ký tự của bảng mã. Nào xem chữ ta, ta ở đâu nhỉ? Ta nó sẽ nằm ở vị trí nào? Đây, chữ hiragana thì chữ ta nó nằm ở đây, và chữ phư nó nằm ở phía sau này, chị vừa mới nhầm.
thì nó đã sắp xếp theo đúng đúng thứ tự từ nhỏ đến lớn rồi đúng không em? Và ở trong trường hợp này hiragana và katakana kubetsu shimasen đấy, thì nó đã sắp xếp theo trình tự là shoujo cho mình rồi, và chữ kanji nó sẽ ra phía sau. Đây là Fujioka, vừa mình check là nó ở số 8, đầu 8 đúng không? Và chữ Takashi nó ở đầu 9 thì nó sẽ ở phía sau. Vậy thì cách sắp xếp của Excel này nó là làm sao không phân biệt là chữ hiragana và katakana. Như vậy. Đấy, thì tuy nhiên khi mà ở trong trong một cái dự án cụ thể, chị có giải thích với khách hàng rằng hiện tại thì cái chức năng sắp xếp nó đang sắp xếp không đúng, và sau khi tham khảo cách sắp xếp của Excel thì chúng tôi sẽ sửa lại như thế này, có giống như Excel như thế này có được không? Có nghĩa là không phân biệt katakana và hiragana, thì các em có thể tham khảo một cái đoạn trao đổi với khách hàng ở đây. Thì ở đây là Hoàng là tên chị nhé, chị sẽ hỏi tên khách hàng là Nakano sang này. Chốt tổ khu sốc cửa đề xứng á, ima no so scot đồ ni, tai o steru no wa kaki, kaki ni narimasu. Tức là số code đang đối ứng như như sau này. Đấy, hiragana no ji wa katakana ni shite sot to suru. Tức là chữ hiragana với chữ katakana thì sẽ coi như nhau và thực hiện sot. Ví dụ là gì nhỉ? Ki to a này, no katakana hoho shoujun suru to aki ni narimasu. Đấy, vì nó coi là như nhau nên chữ a của katakana nó biến thành nó biến thành a của hiragana, và nó được sẽ được sắp xếp lên trên trước chữ ki này. Rồi này, ki wa katakana no ki ni sareta tame desu. Unicode no hoho no shoujun da to hiragana wa saki ni katakana wa ushiro desu ga desu no de ki a ni narimasu. Desu no de ki a ni narimasu. Đấy, thì nếu mà sắp xếp theo cái Unicode, cái bảng mã kia đúng đúng số thứ tự thì hiragana sẽ phải lên ở trên và katakana sẽ phải xuống dưới. Đấy. Tiếp theo là kanji wa ryoho no riarekata wa onaji desu ga Unicode no jun de hiragana to katakana no ushiro ni narimasu. Đấy, thì chữ kanji thì là theo cái cách sắp xếp là coi không phân biệt katakana với hiragana, hay có phân biệt thì nó cũng được xếp ra phía sau. Đấy, trong hai cách nó cũng sẽ đều được xếp ra phía sau. Tsumari katakana no hoho de tsumari katakana no hoho de mo unicode no bango ni motozuite sotto suru koto desu. Đấy, thì tổng hợp lại, tóm tắt lại thì là làm sao nhỉ? Cái sắp xếp theo phương pháp katakana thì nó cũng dựa vào cái bảng mã Unicode. Đấy, ví dụ như là Ako Kitano no katakana no soto hoho wa Excel to onaji no kyodo wa shoujun suru to Ako ki kita, ki của kita đây desu ga Kanzen Unicode da to ko a kita ni narimasu. Hiragana to katakana wa no junban dake kawarimasu. Tức là chúng ta sẽ có hai cách đúng không? Một là chúng ta sẽ không phân biệt hiragana và katakana và đổi nó về cùng một loại chữ để sắp xếp. Và cách thứ hai là chúng ta sẽ có phân biệt hiragana và katakana, và katakana sẽ đứng ở đằng sau hiragana. Thì cái source code hiện tại nó đang đối ứng là nó đang làm giống Excel. Đấy, nó đang làm giống Excel, tức là nó làm sao không phân biệt hiragana và katakana. Và nhờ khách hàng confirm lại cái cách làm này thì có cần phải sửa lại không? Đấy. Đấy, Excel no onaji kyodo wa shoujun suru to thì nó ra như thế này. Đấy, thì anh ấy trả lời rằng là Iroro nakento arigato gozaimasu. Tức là đã check rất là nhiều, cảm ơn vì đã kiểm tra rất là nhiều những cái thông tin cho tôi đúng không? Hyoji-jo, tức là về mặt hiển thị đấy, hiragana to katakana ga mazette kogo ni hyoji steru to mi nikuku natte shimau node katakana no henkan nashi de susumete itadaite daijoubu desu. Đấy, thì là cái khách hàng này thì làm sao không muốn là nhập nhằng giữa hiragana và katakana, và họ muốn phân biệt được hiragana riêng và katakana riêng và làm theo đúng cái bảng mã Unicode.
Thế cho nên là họ mới bảo là hen kang nasi de susumete itadaite daijoubu desu. Được chưa? Thì đấy là sẽ tùy vào khách hàng đấy. Thì như Excel các em thấy đấy, nó là một cái sản phẩm mà đã sử dụng rất là lâu rồi và rất là phổ biến rồi, thì họ họ lại làm sao? Kubetsu shimasen. Thế nhưng mà với cái spec cụ thể của khách hàng này thì họ lại không muốn rằng là quy nó về một chỗ, mà họ muốn phân biệt rõ ràng, bởi vì là thấy như thế là mini cook natte shimau no de. Được chưa các em nhỉ? Đấy. Thế thế do vậy là làm sao? Cái source code này lại phải sửa đúng theo cái bảng mã Unicode đấy. Thế bây giờ để cho các em có thể là bản thân các em cũng có thể test được, thì ngoài cái việc mà các em search cái chữ này vào cái bảng mã này xem nó nằm thứ tự trước sau, thì chị sẽ bày các em một cách nữa. Sử dụng luôn Excel này, mình sẽ có một cái gọi là một cái mẹo nhỏ để có thể biết được là mã code của cái chữ này nó đang là bao nhiêu đấy. Một cách nhanh nhất thì chúng ta sẽ sử dụng một cái hàm người ta gọi là kansu. Đây là cái hàm tiếng Nhật là kansu và tiếng Việt nó gọi là hàm, dịch là hàm nhá. Kansu này có sẵn của cái Excel này họ cung cấp để mình check được cái mã code của cái ký tự này, thì chị sẽ viết ra nó sẽ bằng code, rất là đơn giản thôi. Bằng code của cái gì? Code của cái ô này. Code quên mất không mở ngoặc. Code của cái ô này đúng chưa? Đấy, thì chúng ta có thể copy paste là sẽ ra một loạt được luôn. Thì chúng ta sẽ so sánh được là 1 2 4 60 1 2, à cái này vì nó không phân biệt cho nên là làm sao nó, mặc dù mã cao 1 2 4 60 mà mặc dù mã thấp hơn nhưng mà nó lại ở phía dưới đúng không các em? Bởi vì cái trường hợp này không phân biệt và nó quy về một mối. Thế nhưng mà những cái như kanji này là 1 2 4 0 5 này rõ ràng là nó to hơn. 1 2 4 0 5. À đâu, đây là vẫn là chữ hiragana. Rồi, rồi sang chữ kanji thì rõ ràng là 43276 đúng không? Rồi là 34276, rồi là 39640, thì là sẽ số thứ tự nó sẽ hoàn toàn là tăng dần. Vậy thì bây giờ chị sẽ đổi lại, ngược lại cái thứ tự là cô Jun nhé. Cô Jun xem nó như thế nào. Thì mình sẽ, cô Jun nghĩa là từ lớn đến nhỏ đúng không em? Thì là mình sẽ đảo ngược lại là sẽ từ Z to A. Đấy, thì như các em thấy là cái chữ Takahashi này, nó mã số nó to nhất, nó sẽ được đẩy lên trên. Tiếp theo là Fujioka, được chưa? Tiếp theo là Fujioka viết chữ Hiragana. Còn hai cái chữ này do nó không phân biệt nên là nó đang để ở thứ tự như thế này. Đấy, thì là cái cách để chúng ta có thể check mã code và kiểm tra cái dữ liệu nó đang hiển thị như kiểu là một tester ấy, để thực hiện test ấy, thì mình có thể test được cái dữ liệu nó đang hiển thị có đúng theo spec của khách hàng không. Đấy, thì với vai trò của một counter, khi mà chúng ta hiểu biết tiếng Nhật và hiểu biết cách làm thì chúng ta có thể hỗ trợ kiểm tra cái sản phẩm trước khi giao nộp cho khách hàng nó đảm bảo chất lượng, thì bản thân cái công việc của chúng ta nó sẽ được đánh giá rất là cao. Và khi mà các em hiểu những cái gì mà spec đang nói, những cái gì mà các bạn đang làm, thì ngoài cái việc mà các em có thể có được những cái đánh giá cao từ khách hàng, thì khi mà hiểu những cái gì mình làm thì nó sẽ đem lại cho các em rất là nhiều cảm hứng để làm công việc của bản thân mình. Và hy vọng là với cái bài giảng này của chị thì là các em sẽ bổ sung được thêm ít nhiều cái kiến thức của bản thân về cái từ về IT Yogo. Thì chị sẽ tổng hợp lại những cái từ IT Yogo ở đây chúng ta đã được học nhé. Thì ở đây chúng ta đã được học những cái từ IT Yogo nào nhỉ? Đầu tiên là Narabekae đúng không? Rự thì là động từ rồi, còn Narabekae thì nó là sẽ là cả danh từ. Narabekae jun, được chưa? Tiếp là shojun này, thì là sẽ sắp xếp tăng dần. Thì sho như là nó là chữ tiếng kanji của chữ noboru đúng không em? Thì so nó sẽ là tăng dần, được chưa? Là kojun này, nó sẽ là oriru thì là sẽ là giảm dần, được chưa? Đấy, đấy là những cái từ chuyên ngành mà mình được học ở trong ngày hôm nay. Tiếp theo là cái từ Unicode. Bảng mã Unicode các em cũng hiểu được nó, ý nghĩa của nó là gì rồi. Nó sẽ đánh mã số cho các cái ký tự để chúng ta có thể biết rằng là cái ký tự nào trước hay cái ký tự nào sau.
Được chưa nhỉ? À, ngoài ra sắp xếp theo sojung cojung thì chúng ta cũng sẽ phải chú ý một cái điểm nữa, đấy là khi mà sắp xếp về mặt ngày tháng. Về mặt số thì rất là dễ rồi, số biết nhìn là biết số nào lớn nhỏ rồi. Được chưa? Nhưng mà chị chú ý thêm một cái về ngày tháng. Về ngày tháng thì cái số to thì nó lại là năm mới. Đấy, thế cho nên là nó lại bị hơi bị ngược lại một chút. Nghĩa là sojung thì nó sẽ là làm sao nhỉ? Từ nhỏ đến lớn, tức là sẽ là từ những cái năm cũ đến ngày tháng cũ đến ngày tháng mới. Ở đây tiếng Nhật thì nó sẽ viết tháng trước, được chưa? Ở đây sẽ là tháng 4 ngày 6. Tháng 4 ngày 6. Rồi tiếp theo là đến tháng 4 ngày 7. Vậy thì là nếu mà nói về Hiseke thì chúng ta sẽ có là ngày ngày lên trước. Chúng ta sẽ có là ngày ngày càng mới thì là nó sẽ là càng to, mà ngày càng cũ thì nó sẽ là số càng nhỏ. Đấy, thì chị chỉ chú ý một cái như vậy thôi. Còn về alphabet của cái chữ Latin ấy thì nó lại càng đơn giản rồi. Chúng ta sẽ tham khảo bằng mã Unicode, chúng ta sẽ biết ngay. Thông thường nó sẽ nằm ở phía trên những cái bảng hiragana và katakana này. Đấy, hoặc là em có thể dùng cái hàm cái can sự của bên Excel này để chúng ta check được cái mã Unicode của nó là bao nhiêu được ra luôn. Đấy, thì mọi người cũng sẽ thấy là nó rất là đơn giản. Ok chưa? Bài này sau khi các em nghe bài giảng này thì các em cảm thấy thế nào? Có hiểu biết thêm được về cái Kojung với Sojung không? Trước đến giờ thì có thể là mình sẽ có thể biết dịch là nó là sắp xếp tăng rồi sắp xếp giảm. Thế nhưng mà sau cái nội dung bài này mình có thể bổ sung được những cái kiến thức rằng là tăng giảm, nhưng mà về hiragana katakana thì lại có hai cách. Một cách là cứ biết sự shimase là không phân biệt chúng nó và coi chúng nó quy về một loại bảng chữ cái, đúng chưa? Một cách nữa là có cứ biết sự, đúng không? Tùy vào spec của khách hàng mình phải confirm với khách hàng cụ thể, đúng chưa? Rồi cũng biết là chữ kanji là nó sẽ nằm ở phía sau, đúng không? Đấy, rồi là cũng biết là cái cách check bằng Excel để ra mã code của nó này. Đấy, rồi là cũng có được tham khảo về những cái đoạn mà trao đổi cụ thể ở trong dự án như thế nào và cái quyết định của khách hàng là như thế nào. Đấy, thì tất cả những cái này hy vọng là các em sẽ làm sống nó ở trong cái kiến thức của mình khi mà tham gia dự án. Rất là cảm ơn các em đã nghe đến tận cùng. Chúc các em có những cái công việc rất là thuận lợi và càng ngày càng yêu cái công việc của mình hơn.